Và trước khi một cái chương trình mà bắt đầu nó vui nhộn tưng bừng đó, nó diễn ra đó, thì Hạnh Thảo trân trọng hân mời anh nam nghệ sĩ Đan Hùng. Anh Đan Hùng sẽ gửi đến tất cả quý vị cái nỗi niềm của mình qua những cái tâm tư của anh nè. Thì thưa quý vị, từ nãy giờ quý vị thưởng thức hơn 5 tiếng đồng hồ văn nghệ từ chiều, từ sáng đến giờ, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta ngồi đây của một ngày Chủ nhật, chúng ta vẫn canh cánh và mong ước một ngày nào đó không còn giống cộng sản, chúng ta sẽ trở về quê hương, hôn đất mẹ, sưởi nắng ấm quê hương và được hít thở những hơi thở đồng đội. Kính thưa quý vị, là vì ban nhạc xin quý vị nghỉ giải lao 5 phút nên tôi mãn phép để có đôi lời cùng quý vị trong cái khoảng trống này. Quý vị thấy quê hương là gì hở mẹ, mà đi đâu con vẫn nhớ. Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu. Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn khi khuyết, nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ. Chúng con sẽ về lấy máu viết thành thơ, mài xương trắng thành những trang lịch sử. Vó ngựa sắt dẫm lên đầu giặc dữ, tiếng trống đồng vang đất mẹ âu cơ. Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn khi khuyết, nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ. Thưa quý vị, sau đây Đan Hùng gửi đến quý vị một đoạn thơ của thi sĩ Trần Trung Đạo, Thương Mẹ Chúng Con Đi. Xin chào quý vị, có nhà nên không có nên cái khoảng trống này quý vị thông cảm. Thương mẹ chúng con là người Việt Nam lưu lạc ngày ra đi, không hẹn quay quay về, chẳng phải là sương mù sâu khóc lúc đêm khuya, chẳng phải gió sao miệt mài trôi nổi, chẳng phải là rừng sao heo úa mỏi tàn. Chúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vu, biển cả rừng xanh non mờ núi thầm. Chúng con đi gót chân mòn vàn dòng, ngơ ngác nhìn nhân loại tôi thấp nhau. 42 năm trời nuôi lớn một niềm đau, mang một vết thương vẫn còn đang mưng mồ. Khi ngoảnh mặt quay về chốn cũ, lòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay. Dãy đất Việt Nam nằm co ro như một kẻ ăn mày, đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố, như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ, như cháy không. Mẹ gánh cả trời, chúng con cũng hơn một lần
được quê hương bãi mía hàng tre bờ dâu ruộng lúa bài tà dao ngọt ngào như giọt sữa chảy vào hồn theo tiếng mẹ Kính thưa quý vị, đó là bài thơ của Trần Trung Đào. Và một phút nữa, chúng tôi nhìn thấy ở đây rất nhiều quý cụ, mà tôi cũng được cái hân hạnh là thấy các cụ ngồi say sưa qua văn nghệ. Tôi cũng được cái dịp để mời quý vị uống một chai nước quê hương. Và tôi vẫn xin tặng quý vị mấy câu thơ để riêng tặng các cụ. Mà tôi không hiểu làm sao các cụ tuổi như thế mà bây giờ vẫn còn ngồi mấy tiếng đồng hồ được. Thì đó là có phải là nó đang ở cái tuổi gọi là dậy thì không? Kính thưa quý vị, tôi xin gửi đến quý vị mấy câu thơ. 60 chưa phải đã già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 hết tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời. Quý vị thấy 70 mà 75 là tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu đời, yêu hoa, 90 mới bắt đầu già, 90 mới bắt đầu già. Mà đêm đêm vẫn cứ mắng mà yêu. 100 tuổi, 100 cốt lệnh Diêm Vương, Diêm Vương phán, cứ ở trên đó yêu đương thỏa lòng, bao giờ đạt hết nên lòng, từ từ nằm xuống là xong một đời. Đan Hùng xin kính chúc toàn thể quý vị một mùa lễ tạ ơn an lành và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh Đan Hùng thật là nhiều.